Ok, hello anh em. Thì nay cũng lâu rồi ha. Vào con Fairy Tail để chơi. Thì hôm nay cũng được hôm nay cũng tính quay rồi mà do cũng hơi bị lười. Cái này gấp đủ rồi nè. Ok. Có một cái ghép gần đủ rồi mà nó còn thiếu mảnh nhiều quá. Không phải cái này mới cái tiếp. Để tí nào. Cái tím hả? Cái này 10 cái không phải. Cái kia kìa, cái nào ở đâu bên mẹ nó. Đâu. Có cái này là ngon rồi mà méo có. Cái này kiếm khó như quý. 16 cũng 10. 5.000 nè, 13 mà hơi phí, thôi để đó đi. Đâu rồi, đây 15 nè, đây 4.500, này không. Ủa, rồi cái chỗ mua nó đâu mất mẹ nó rồi, ấy. Hên mà méo có kim cương này, cái thông này đi rồi cả một mớ rồi. Ok. Vẫn méo đủ rồi này. Này khoảng 10 mảnh nữa. Ok, chờ thôi. Rồi, vô quay tướng nào. Đây, heo có 110 thẻ quay tướng ha. Ok, quay con này thì chắc quay đợt này nữa là ra con tướng nè. Hai ớt. Đồ, con này heo chưa có. Wow, con này heo chưa có. Ok. Hai ớt đâu? Mà còn hai cái nữa, thôi bấm từ thôi. Rồi, một cái nữa. Đó. Má lại trúng con này. Chán thiệt chứ. Rồi, 50 lần nữa. Cứ 50 lần là nó sẽ ra một con tướng hai XR nha anh em. Ok, tiếp luôn chứ ngại ngùng gì bích bẩn. Nico, ok. Lần này chắc sẽ ra. Má bao nhiêu rồi? 10 lần nữa hả? Ok, chơi luôn đi. Đâu? Đó. Heo gan này riết luôn á. Ok, còn có 40 lần à. Mẹ đó. Tiếp luôn, 10 lần nữa luôn.
thấy nhiều anh em bút con đó lên cũng cao lắm. Rồi méo đủ nè, giờ phải quay từng con vậy thôi. Tiếp thôi, tiếp, tiếp luôn, tiếp, tiếp, tiếp luôn, tiếp. Còn 11 lần nữa, mẹ bà nữa. Nhỏ quá, nhưng mà thôi. Với lại đang có cái event quay tướng ra con UR nè ha. Không biết là người ta có chơi cái này không, với lại gộp server 3 lần rồi anh em. Má chua cái gì mà chua hay bệnh này chứ. Rồi gộp server 3 lần rồi. Hỏi có còn cái gì nữa không? Đậu phòng. Vô top coi chứ. Má người ta, đội hình người ta nè, trời ơi. Đúng, má hai con này con tướng mới nè anh em. Quay. Wow. Ok ok, má nó tướng mới nó đẹp ghê. Còn con này chắc mai chiều heo cũng tích tích cái vé quay event của nó mà méo ra. Nè nó xài con SR nè, SR nè. Má con này tướng tăng trâu lắm, với lại con này nè anh em. Con này là tăng thì thôi rồi luôn, khỏi nói luôn. Mà đồ nó rất là ít luôn, mà sao nó 89.000 ta. À nó cộng hồn lên. Rồi, nó 2 sao rồi. 3 sao luôn, đục mà quay tướng dữ lắm luôn, mới được trở về á. Nè đồ, mà đội hình top nè anh em. Ba con UR. Trời ơi. Đây là đội hình top nè, một con UR. Con này thấy nhiều người chơi lắm nha. Em không biết nó búp cái gì lên á. Nhưng mà nó nhiều người chơi lắm. Cái con này hình như đam dữ lắm luôn hay gì mà thấy top ai cũng chơi hết á. Ok. Chắc phải luyện lại con này quá. Thấy ai cũng chơi con này hết. Chứ là cái con ôi đồ mà đội hình chỉ có 3 con thôi mà ghê hồn không. Nhưng không biết là nó búp cái gì lên á. Heo cũng búp như người ta mà heo búp lên không được như vậy. Mỗi con được có 30, 30, 30, 40 gì vậy mẹ. Ok vậy chắc phải để dành mở và đệ nhất với lại đệ tam thôi chứ. Bà này bà đệ nhất nè. Ông này cũng có người chơi nữa hả. Còn cái con bét hôm nay thì méo có ai chơi hết nên là chắc thôi. Nè, đó nè. Rồi, thôi, ok, hôm nay thì chỉ là đi quay tướng như vậy thôi. Rảnh không có chuyện gì làm lên quay tướng thôi. Tại vì hôm bữa ổng rài cũng khá là nhiều nhưng mà tại không có mở. Đây đây cũng được một con nữa nè. Nên là lên con nào đây ta. Thôi để đó luôn đi. Đậu phòng. Đồ quá trời luôn. Không có xài méo đâu. Ổng rài đâu có thời gian đâu mà vô đó mà xài. Đồ còn y không, 1000 mấy đồ rương đá đồ này nọ, vũ khí đồ nè. Đó, còn y luôn. Tất nhiên là ta chọn đá cuối rồi. Thì
đồ 4, 3 sao, 4 sao. Đây, 15 món bảo vật 5 sao. Ok. Bảo vật của bắp đồ này nọ, nhóc. Rồi, thôi ok ha. Rồi ra đánh thêm trận nữa rồi ốp thôi. Má lắc luôn rồi, đậu. Thôi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Lâu lâu thì lên cho anh em thấy là chúng ta vẫn còn chơi con này ha. Tức là vẫn lên tích kim cương nè, được 45.000 kim cương rồi anh em. Đó, cứ tích từ từ nhiều nhiều rồi chúng ta quay con tướng UR ha. Em cũng đang chờ con UR nào đó ngon ngon rồi quay mà chưa thấy. Thôi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.